Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả trong chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay. Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Và hy vọng là trong chương trình này, tất cả những cái băn khoăn thắc mắc của quý thính giả gọi đến trong ngày hôm nay sẽ được các chuyên gia của chúng ta chia sẻ nhiệt tình và sẽ thỏa mãn được những cái yêu cầu của quý vị khán thính giả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Thanh Hóa. Chồng em thì đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản ạ. Rồi. Có một mình em ở nhà thì anh em đi được 3 năm rồi. Rồi. Em ở nhà thì em cũng làm lao động tự do thôi. Rồi. Em có nuôi 2 cháu. Rồi. Mà cái đợt gần đây thì nói chung là chồng em thì tính hơi gia trưởng ấy ạ. Nên là ví dụ như chuyện to chuyện nhỏ gì mà chỉ cần vợ chồng mà mâu thuẫn thôi là anh ấy chửi em thậm tệ. Rồi. Rồi cứ nói là bỏ cái thế nọ thế kia đấy, thì em cũng cảm thấy rất là chán. Xong rồi đấy thì em có một anh ấy ạ, thì anh cũng có gia đình, thì anh làm bên xây dựng, anh cũng có quan tâm động viên chia sẻ, thì rồi. Em cũng có chót có tình cảm ấy ạ. Có nghĩa là cũng đi chơi với anh một đôi lần, và bây giờ em cảm thấy là cái việc làm của mình nó rất là có lỗi, nhưng mà em không dừng lại được. Em muốn chuyên gia cho em một lời khuyên em nên làm như thế nào ạ? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em 38 ạ. Thế à? Anh ấy đi được mấy năm rồi? Được 3 năm ạ. Tức là 3 năm nay không gặp nhau. Thế tại sao bạn ấy nói anh ấy rất gia trưởng và anh suốt ngày kêu chửi mắng rồi là kêu đòi bỏ? Có nghĩa là ví dụ bỏ. Như gọi điện về ấy ạ? Bọn em chỉ gọi điện qua Facebook ấy ạ? À, qua Facebook và Zalo ấy ạ. Mỗi lần gọi điện về là mỗi lần mà gọi điện cho em, ví dụ như mỗi lần gọi điện cho em không được là anh cũng sinh sự, anh cũng chửi bới. Rồi. Ví dụ như có thể em bận làm em không nghe máy, hoặc là em hoặc là nhiều hôm em bận quá em không gọi cho anh, thì anh bảo em là không quan tâm đến anh ấy, hay là ở nhà có ai, hay là thế này thế kia, hoặc là anh gọi cho em không được thì anh cũng chửi bới. Thì là nghi ngờ của anh ấy là đúng luôn, gì nữa, ở nhà có ai thật còn gì. Không, nhưng mà cái thời điểm đấy là không có ai. Thế là cái có ai kia là được mấy năm rồi? Dạ không ạ, em mới 2 tháng này thôi ạ. À, 2 tháng, cũng đã đi xa rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Cũng ăn nằm với nhau rồi đúng không? Anh ý thì là người ở đâu? Cũng ở Thanh Hóa. Cũng ở Thanh Hóa, ở gần nhau không? Cũng cách mấy cây thôi ạ. À thế à, anh ý có vợ con chưa? Dạ có rồi ạ. À thế mỗi lần gặp nhau thì là gặp nhau ở chỗ nào vậy? Em đi uống nước thôi ạ. Và anh cũng nói với em là anh rất là có tình cảm với em, nhưng mà vì là hai người đều đã có gia đình rồi và rồi. Không muốn anh mất gia đình của mình ấy. Rồi, tóm lại là chả ai muốn mất gia đình của mình, nhưng mà cũng không muốn mất nhau đúng không? 2 tháng vừa rồi là gặp nhau tổng cộng bao nhiêu lần rồi? Dạ, 2 lần ạ. À, 2 lần. Thế là ngủ với nhau rồi đúng không? Vâng. Bây giờ bạn muốn dừng lại đúng không? Bởi vì vâng. Lúc nãy bạn có chia sẻ là cảm thấy là áy náy đúng không? Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng. Rồi, chào em. Dạ vâng ạ. Em chào anh. Ông xã đi ở bên Nhật đấy có gửi tiền về nuôi con không, hay là để một mình lao động tự do, còn ông ấy thì kiếm được tiền, ông ấy giữ tiền? Ví dụ như là một tháng thì anh chỉ gửi về cho em 2 đứa trẻ con là 3 triệu ạ. Còn em thì sinh hoạt các thứ là em tự túc. Tự góp tiền để nuôi con thôi đúng không? Nhà hiện nay là nhà của bố mẹ chồng hay là vợ chồng trước ở nhà làm nên, hay mình đang phải ở thuê hay như thế nào? Nhà của bố mẹ chồng ạ. Ồ, thế à? Thế xong ba mẹ con ở với nhau có ông bà nội ngoại gì ở cùng không? Dạ có mẹ chồng ở cùng ạ. Ồ, thế à? Tức là có bà nội, tức là mẹ chồng ở cùng đúng không? Vâng ạ. Thế bố chồng đâu rồi? Bố chồng em cũng đi làm xa, không có nhà. Ồ, thế à? Ở nhà là hai người phụ nữ ở nhà nuôi con, nuôi cháu, còn hai ông chồng, ông nội với lại bố nó đi kiếm ăn xa, đúng không? Không ạ, bố chồng em thì đi làm một tuần về 1-2 lần ấy ạ. Bố em đi công trình ấy ạ, thì một tuần bố em về nhà 1-2 lần. Rồi, tức là chứng tỏ cũng còn không khỏe. Ở nhà thường xuyên ạ. Chắc là ông cũng còn trẻ, còn khỏe, ông 60 cùng thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Hai đứa nhỏ bao tuổi rồi, bé nhất là bao nhiêu? Bé nhất nhà em năm nay học lớp 3 ạ. Ôi thế cũng rắn giỏi cả rồi đúng không? Em dạ bảo vâng. Em làm tự do, tức là mình làm gì, ai thuê gì làm đó, hay là em bán hàng ạ? Em bán hàng ạ. Bán online hay là nhà mình có shop? Không, em bán hàng sữa.
Mình đi bán thuê đấy anh. À rồi Dạ rồi. vâng. Thế cũng được đúng không? Thu nhập Dạ cũng có vâng. tầm tạm không? Dạ thu nhập cũng một tháng cũng được 7 triệu anh ạ. Ôi đấy, chồng gửi có 3 triệu mình nhá, một Vâng. nách nuôi hai con, nuôi thêm một mẹ chồng mà vẫn kiếm được 7 Không ạ, triệu. mẹ chồng em có lương em không À phải nuôi không, ạ. tức là chăm lo chứ không phải nuôi không. Dạ vâng. Mình cũng có 7 triệu thôi, thế cũng cũng là đảm đang, cũng là giỏi giang. Thật ra thế này này, đúng là vì cái hoàn cảnh là vấn đề lo về kinh tế, chứ còn cả hai vợ chồng em cùng đều rất khổ. Một người Vâng. đàn ông như chồng em bỏ vợ bỏ con ở nhà đi làm ăn xứ người, nói cứ mang tiếng là Nhật nhưng vẫn là đi làm thuê em ạ, à, đúng không? Dạ Chẳng vâng, phải dạ ông vâng. hoàng bà chúa Cũng ông bấp vua bênh mà. lắm anh ạ. Ừ. Bấp bênh rồi, nói chứ ai chẳng muốn đi làm về để khuya tối có bữa cơm nóng canh ngọt, rồi ăn xong thì chơi với con, rồi bố con đấm nhau huỳnh huỵch chứ nó vui. Thứ bảy chủ nhật thì đi đây đi đó, ngồi mà cái quần đùi dạng chân ra một cái có người bê cho ăn, bạn bè đến nhậu chén chú chén anh nó cũng vui. Thật ra anh Vâng. biết là cuộc sống của những người mà đi lao động ở nước ngoài không có dễ dàng một chút nào. Ngoài cái Dạ chuyện người ta mất tiền mua mâm, người ta đâm cho thủng, vâng. không phải là người ta cứ làm ất ơ mà người ta cho tháng 30-40 triệu đâu. Dạ vâng. Thì ông ấy cũng là cái người cũng tương đối vất vả. Còn em thì đúng rồi, chồng ở xa, không có ai chia sẻ. Giá mà biết ý biết tứ, tối nào cũng gọi điện Zalo, Facebook hay là với cho con, rồi ý éo được cắm cái màn hình to lên cả nhà cũng nhìn thấy nhau. Tất nhiên đó một tuần được lần, chứ chẳng lẽ cái ngày nào thế cũng chán. Thành ra Dạ vâng. thì đấy, cả đôi bên nó cũng đói khát. Về phía anh ấy thì anh không dám kết luận điều gì, rằng anh ấy Vâng. thủy chung, anh ngồi đây anh giữ, hay anh ấy cũng cái gì đấy thì không ai dám nói. Nhưng mà Vâng. như trường hợp của mình đúng là đói quá, đói thì ăn vụng túng làm liều. Cái việc mà đưa chân đến để mà gặp một anh bạn kia, anh tin rằng em không phải là người hư hỏng. Nếu mình hư thì mình hư lâu rồi, mà hai nữa là sau hai cái lần mình có đi uống nước uống non, mình có sa đà một chút, thì bây giờ mình ngồi mình ân hận, mình áy náy, điều đó chứng tỏ rằng thâm sâu trong lòng mình là người tử tế. Chứ với người phụ nữ mà không tử tế thì sẽ trượt đà nữa cơ. Cho nên là Dạ thôi, vâng. chuyện cũ đã xong, bây giờ thì làm sao? Anh kia anh cũng không ép mình là tiến lên Vâng. đúng không? Vâng, Anh có ấy nghĩa là cũng anh bảo là anh nói với em là vợ ý là vợ chồng anh cũng nói chung là em cũng hiểu là trong cuộc sống vợ chồng thì cũng có lúc nọ lúc kia thì rồi. anh cũng có chia sẻ với em là vợ chồng anh cũng không được tình cảm lắm ấy nên là nhiều lúc anh cũng mệt mỏi về công việc cũng mệt mỏi thì anh cũng muốn chia sẻ cũng có một người để chia sẻ tâm sự chia sẻ để vơi Rồi bớt biết đi cái mục rồi, tiêu ai đấy. cũng thế thôi, chỉ muốn chia Vâng. sẻ thêm chứ còn Dạ không muốn là vâng. túm lại. Thì bây giờ anh ấy nói là chúng ta thưa bớt ra, hay là chúng ta dừng hẳn, hay là chúng ta làm sao về phía Không anh ạ, ấy? về phía anh ấy thì những lúc mà anh ấy bận ấy thì không nhắn tin liên lạc gì cả thì bình thường thì bọn em cũng có chuyện gì đấy thì cũng tâm sự để chia sẻ nói chuyện với nhau và anh cũng bảo với em là bây giờ con cái anh cũng lớn rồi, con anh con đầu là cũng sắp nên Đại học là rồi. con vâng ạ, con thứ hai thì học lớp 10 rồi nên là anh bảo là cũng không muốn là đánh mất gia đình mà em thì em cũng không muốn đánh mất gia đình em bởi vì là dù sao thì cho dù chồng có như thế nào thì em cũng đã lấy chồng 7 8 năm Không, nay rồi thì em cũng không có suy nghĩ gì đấy chồng chả nữa. thế nào cả, chồng cũng vất vả đang đi Vâng. làm để lo Nên cho là gia em đình, vì vợ vâng ạ, vì nên là em con. cảm thấy nhiều lúc em cảm thấy có lỗi lắm ạ. Mà bây giờ em không biết là nhiều lúc em đã dặn lòng rằng là anh ấy nhắn tin em sẽ không nhắn lại nữa. Anh ấy hẹn gặp em không gọi hẹn gặp nữa nhưng mà không có nghĩa là lúc anh không nhắn thì em nghĩ được như thế nhưng tới lúc anh ấy nhắn thì em Lại lại không bấn kiềm lòng loạn được. lên, lại thấy Dạ lòng vâng ạ. vu khấp khởi, lại ước là gặp nọ gặp kia đúng không? Bây giờ mình phải biết rồi, tiến lên thì không tiến được. Và Vâng mối ạ. quan hệ của mình với anh có chăng thì lâu lâu nhớ nhau lại đến rủ nhau đi uống nước, rồi trên uống nước một tí thế thôi, chứ còn thì làm cái gì thì không làm rồi. Anh cũng cảnh báo cho mình là con anh lớn rồi, đừng có nhắn tin nhắn tiếp, đừng có lèo nhèo để mà rồi chẳng may tin nhắn nó lọt vào vợ hay là rơi vào con đúng không? Dạ Tóm vâng. lại anh cũng nói thẳng vấn đề là nhiều lúc căng thẳng lâu lâu đi giải tỏa một tí. Mình hiểu cái ý đồ của anh ấy rồi. Dạ Mình là vâng. phụ nữ, chuyện mà nó xảy ra giữa đàn ông với phụ nữ có gia đình mà có quan hệ với nhau, nếu Dạ chuyện vâng. nó vỡ lở thì tất nhiên là tại anh tại ả tại cả đôi bên, nhưng phụ nữ thường bị trách nhiều hơn. Dạ Bên vâng. kia vợ anh có thể tha thứ cho anh rằng ông đi làm công trình ông áp lực rồi lại vớ phải một con này nó lại đi có chồng nó đi xa cho nên chắc nó thèm lắm, thế thành nó bao nhiêu tội lỗi là nó dồn vào mình là cái người mà đi phá vỡ của nhà người ta. Thành Dạ ra là vâng. mình phải hết sức là, mặc dù
kiềm chế sẽ vất vả nhưng phải dừng lại. Lúc ông ấy nhắn tin thì thôi đừng có nhắn tin nữa. Hai nữa là mình phải cải thiện cuộc sống của mình cho nó đỡ 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 nhàm chán. Ngoài cái chuyện bán hàng sữa ra, buổi tối dành cho con năm nay xem nó có học thêm học nếm gì không. Thế rồi em lên trên mạng theo đăng ký học những cái lớp mà kỹ năng sống, kỹ năng làm giàu, kỹ năng làm kênh YouTube, rồi nhiều các loại kỹ năng mình để nâng cấp bản thân, rồi thậm Dạ chí là vâng. còn nghe những thầy thầy sư thầy pháp gì đấy. Tất nhiên là đừng có nghe linh tinh, nghe Dạ những cái gì vâng. mình thấy nó có tính chất tích cực để mình nâng cấp bản thân, hơn nữa là lấp đầy những cái chỗ trống. Còn cứ ngồi đấy mà ôi giời, ông ấy nhắn tin thì bây giờ mà được gặp ông một tí thì tỉnh người ra. Thế rồi đôi khi là nó cái suy nghĩ ấy nó dẫn dắt mình lại bước dấn lên nhá. Ở đây người ta gọi là kìm nén cảm xúc đấy, nhưng mà kìm nén không có nghĩa là ấn đầu nó cho nó xuống mà đẩy nó sang một cái sự quan tâm khác. Ừ. Buổi tối là cứ cắm điện thoại vào, cắm tai nghe ChatGPT bố nó một hồi, sau đấy chuyển sang nghe ai đó người ta giảng dạy cái gì đó. Thế rồi còn lại thì kèm cò cặp con học tập để nó lấp đầy khoảng trống. Hai nữa là cũng trao đổi với chồng, em nhiều lúc em cũng buồn, em cũng cô đơn lắm bố ơi, bố xem là bố làm nốt năm nay đi, hết nhiệm kỳ chưa, hết hợp đồng chưa về đi, chứ Nhưng mà em anh ấy thấy có cứ nên nói với anh nhà em không ạ? ông bảo sao Em có nên nói chuyện kể chuyện đấy không ạ? không kể chuyện là mình đi ngủ với ai, chuyện này sống để giả chết mang theo, mình có ân hận thì mình bù đắp bằng cái việc mình sống cho tử tế để chuộc lỗi. Chứ còn bây giờ anh ơi, em thấy em áy náy quá, trong lúc anh đi làm nước ngoài em ở nhà em làm cái nọ kia thì chắc chắn là sẽ tan luôn nhá. À, dạ vâng ạ. Ừ. Xin Dạ chào vâng ạ, bạn, cảm ơn cảm ạ, ơn nhà em chuyên trai ạ. gia tâm lập Đinh Đoàn. Quả thực nghe cái câu chuyện này của một cô gái 38 tuổi ở Thanh Hóa thì sẽ có nhiều ông chồng đi làm ăn xa buồn đúng không ạ? Buồn quá. Nếu mà cứ đi làm ăn xa, dành có nhiều người dành cả chục năm, tức là cả tuổi thanh xuân để đi kiếm tiền, cuối cùng về đến nhà thì là tan nát cả gia đình. Thực ra thì tôi nghĩ là ở đây cái trong câu chuyện của bạn này á, thì ông chồng cũng không phải là người toàn tâm toàn ý hình như thế anh Đoàn ạ. Tất nhiên mình không biết là anh ấy thu nhập được bao nhiêu, nhưng mỗi tháng anh chỉ gửi cứng về có 3 triệu thôi. Thế còn cái phần mà anh đi làm ấy thì mình cũng không biết là nó như thế nào. Ở đây tôi thì tôi chỉ muốn là nếu được thì cái sự quan tâm của chị vợ với anh chồng này nó ở mức độ cao hơn nữa. Họ cần phải tin cậy nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, đúng không ạ? Và nếu thực sự là chỉ như thế thì mình có thể có nhiều những cái để mình những cái giải pháp để mình có thể tháo gỡ được Dạ ở vâng. đây. Vâng, chứ còn đúng là như thế này thì quả thật là nhiều người, rất nhiều gia đình mà có chồng hoặc là vợ đi lao động ở nước ngoài, còn lại cái người ở nhà mà như thế này thì thật sự là rất là buồn và lo nữa. Dạ Không vâng. hiểu là, và bây giờ thì mình cũng biết là cái việc xuất khẩu lao động nó cũng là một cái Phổ biến. chỉ tiêu rất là lớn, Vâng. và là một cái việc quan hệ không phải chỉ đi Nhật mà còn đi rất nhiều các cái nước khác nữa. Chứ tức là có rất nhiều gia đình sẽ có một trong hai người Vâng. đi lao động nước ngoài. Nếu như chúng ta không đủ sự tin cậy, chúng ta không thể giữ được nhau thì hạnh phúc gia đình là một cái vấn đề sẽ rất nhiều mối đe dọa. Dạ vâng. Vâng. Thật ra thì tôi nghĩ rằng là mình cũng không đổ tiếng ác cho cái việc mà xuất khẩu lao động. Nói Vâng. chứ cái một cái bà vợ ở Nam Định của ông chồng thì làm trong Bình Dương 6 tháng về một Vâng, lần, đấy. hoặc là từ Bình Dương cho đến Gia Lai như ban nãy thôi, là cũng đã có vấn đề. Thứ nhất là nó là việc của mỗi cá nhân, mỗi Vâng. người có ý thức thôi, chứ còn thì chẳng phải là nó quá xa. Tuy nhiên thì thế này, xuất khẩu lao động nó có thiệt thòi là nếu như mà ở Gia Lai mà nhớ vợ thì thôi, thì bắt xe khách 2 tiếng là Vâng, về đến đúng nhà rồi. Vâng. thôi, thì vợ chồng cũng ríu rít với nhau được vài bữa nó cũng giải tỏa. Còn ở đây thì bắt buộc người ta kìm nén nó quá lâu, tuổi đang 30 mấy tuổi mà để chồng đi 4 năm rồi là xa vợ 4 năm, tôi cũng tin rằng là chắc là cũng không dám vơ đũa cả nắm, rồi rất nhiều người Vâng. xa chân lỡ bước đấy, có điều Vâng. rằng có để ý hay không thôi. Cho nên là một, nếu đã chấp nhận cho vợ chồng đi làm ăn xa, không chỉ là nước ngoài, đi làm ăn xa, thì một là phải tin nhau. Thứ hai là ôi thôi thì bàn bạc với nhau, mắt nhắm mắt mở một chút, chấp nhận đánh đổi. Vì tiền thì bây giờ mình lại còn
làm gì có ông chồng nào mà đi chăm chăm làm kiếm ăn tiền về cho kiếm vợ tiền xong thế rồi xong lại là vẫn còn phải đoan trang phải khó lắm, khó cho nên lắm. đừng bắt người khác thử thách quá lớn. Cái câu mà đói ăn vụng túng làm liều là nó đúng trong rất nhiều trường hợp, nhiều người rất đoan trang đấy chứ, Vâng. thế nhưng mà rồi nó đói quá rồi liều xong ăn vụng 2 bữa bắt đầu bây giờ ngồi ân hận trong muốn đang muốn kể cho chồng nghe đây này đó. Thế cho nên là tôi vẫn cứ nói rằng là trong cuộc sống của chúng ta đôi khi cứ phải cân nhắc. Dạ vâng. Chúng ta đừng có ngồi nhẩm rằng thôi bố nó đi làm mỗi tháng được 20 triệu, vậy 1 năm sẽ có 240 triệu tiết kiệm rồi, 4 năm sẽ có 1 tỷ về xây cái nhà to đùng mua cái ô tô để đi cho sướng. Dạ Nhưng vâng. nhiều người thì đi đến nửa chặng đường nhà chưa mua được thì tan gia đình mất rồi. Dạ vâng. Cho nên là cân nhắc cái việc là vợ chồng ở gần nhau, cân nhắc cái việc là đi xa, mặt được mặt mất. Thế còn nếu đã đặt cái lợi ích vật chất lên hàng đầu thì phải mắt nhắm mắt mở thôi, Dạ vâng. đừng có kỹ quá. Vâng. Ừ. Và anh Đinh Đoàn cũng có vừa chia sẻ là cái chuyện mà muốn thú nhận với chồng. Thực ra thì cô ta muốn đẩy cái thoát khỏi đầu cô ta cái chuyện này sang một người khác. Đúng không? Tức Rất là cô ta muốn nhiều thanh thản. nhiều người cứ nói rằng là nhưng mà em không thể giữ được cái bí mật thì em chỉ muốn chia sẻ cho chồng em để em nhẹ lòng. Thế thì tôi vẫn cứ đọc một câu vui này này. Cái sự ấm ức ấy không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Em là người có lỗi mà em còn không gánh nổi nó. Đúng rồi, Em lại định đẩy là cho người đẩy khác. anh cho người khác. Em đã làm tổn thương anh một lần khi mình không chung thủy. Bây giờ lại còn giết chết nốt anh bằng cách là cho anh biết một sự Vâng. thật. Thì đây gọi là quá dã man tàn bạo mà chỉ để gì ạ? Nói ra cho mình nhẹ Nhẹ lòng. lòng. Nhưng mà không biết rằng chính cái nhẹ ấy ném lại cho người khác phải gánh đỡ. Không phải lúc nào có sự thật thà Đấy cũng sự cũng là sự đáng ích khuyến kỷ khích. đúng Đúng rồi. không ạ? Rất là cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Toàn và bác sĩ Hoàng Thị Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Xin chào một khán giả gọi đến chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi từ Hải Dương. Con gái em thì nó sinh năm 2012, năm nay hè tới này mới lên lớp 6 mà cháu nó vẫn bé mà em lo lo, tức là nó đã dậy thì hơi sớm. Từ bé đến giờ thì cháu lo lo ăn cơm thì không ăn rau, được ăn khô thôi, Rồi. mà không ăn rau chứ gì cả. Mà các bạn cùng trang lứa thì không, em cũng chả biết, em nghĩ là chưa đến tuổi dậy thì chứ sao con em ý là chất ăn dinh dưỡng hay thế nào mà nó để khắc Rồi. phục hay gì, có lo lo lắng gì không? Rồi. Bạn là có mấy cái bé? Dạ em thì có 2 cháu, thì cháu lớn này là cháu trai sinh năm 2010, cháu gái là sinh năm À, 2012. 2010. Thế là thằng anh kia là cũng 13, 14 tuổi rồi, đúng không? Mà Vâng ạ. thằng anh chắc là cũng 1, 2 tuổi nữa là cũng bước vào tuổi dậy thì đấy nhỉ. Yeah. Đây là Vâng. cô em 2012, 2012. tức là 11 Vâng. tuổi và Vâng. hết hè là học lớp 6 à hay lớp 7? Qua hè này mới đến lớp 6, đang À, học lớp qua ngoài hè lên lớp lớp 6. 6. Thế là Vâng. bố thấy con nó dậy thì rồi đúng không? Biểu hiện Ừ, vâng. của bố phát hiện ra dậy thì là như thế nào, cụ thể được hơn? Em thì em không có nhà, em đi lao động nước ngoài thì em mới về phép thôi. Còn Rồi. mẹ nó ở nhà thì mẹ nó bảo là con gái dậy thì tức là con cháu nó có kinh. Rồi, có kinh. Thế là Vâng. trông nhìn cô bé là phốp pháp chưa? Nó thì nếu mà nhìn dáng thì so với đồng trang lứa thì nó thuộc rằng đứa không cao, đứa chỉ vừa vừa, thậm chí còn thấp, nhưng nó lại không có béo thì nó rất chắc đứa, nhưng mà cân thì nó lại nặng hơn các bạn trang lứa. Các bạn cũng không phải thuộc là nặng lắm, nhưng đại khái là chân tay nó to là, chứ nó À, không bé rồi. như mấy cái bạn trang lứa. Nó nhìn nó cũng thấp thấp đứa thôi, Rồi. không cao, Nhưng mà vâng, cũng chứ hơi không mập phải mập béo lắm. đúng không? Vâng, mà chắc đứa. Thực ra thì nhiều trường học ở thành phố, nhất là ở những cái lớp cuối tiểu học thì cô giáo chủ nhiệm của các con cũng đã trang bị cho các bạn nữ những cái kinh nghiệm và các cái ứng phó khi các Vâng. con có cái biểu hiện đó xảy ra. Bởi vì nhiều trẻ em ở thành phố thì cái chuyện ý nó xảy ra từ năm lớp 5. Và Vâng. trong các cái tủ đồ, tôi bị được biết là trong các cái tủ đồ của nhiều trường ở lớp ấy là có Vâng. cả cái chuyện có băng vệ sinh ở trong đó để các con có thể chủ động trong việc đó, và cô giáo sẽ là người hướng dẫn con cái vệ sinh cơ thể Vâng. khi mà đến những ngày đó như thế nào. Và bây giờ thì để anh khỏi lo lắng hơn thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ chia sẻ tiếp nhé.
Dạ vâng, Ờ, cảm tôi ơn anh. chào bạn. Dạ, chào bác sĩ Vâng, ạ. tôi có nghe câu chuyện của con gái rồi. Thứ nhất Dạ vâng. là đầu tiên là bố hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Dạ Trẻ vâng. con bây giờ ấy nó dậy thì sớm hơn so với cả thế hệ của bố trước đây. Trước Dạ. đây có thể là 15, 16, thậm chí có những bạn 17 mới có thể dậy thì. Thế nhưng mà bây giờ thì nó dậy thì sớm hơn rồi. Có những bé thậm chí khi 8 tuổi nó đã dậy thì rồi. Thế còn trường hợp như con nhà mình ấy, tức là cháu học lớp 5 mà cháu 10 tuổi dậy thì mình hoàn toàn có thể yên tâm. Nó không mình đấy không phải là cái gì bất thường, cho nên là Dạ vâng. bố yên tâm. Chỉ có điều là con dậy thì rồi thì bố không có nhà. Bố Vâng. đi xa cho nên là mẹ phải quan tâm đến con hơn. Mẹ phải Vâng. chăm, tức là mình làm thế nào đấy để mẹ có thể gọi là làm bạn với con ấy, hướng Dạ dẫn vâng. cho nó tất cả những vấn đề liên quan tới sức khỏe, liên quan tới giới tính, liên quan tới giáo dục, mọi thứ cho con, kể cả kỹ năng sống. Thứ hai Dạ nữa vâng. là có những cái chuyện rất tế nhị như là những cái chuyện về quan hệ tình dục rồi có thai vân vân là đã có thể nói với con rồi, bởi vì con đã dậy Vâng. thì, cho nên là con cần được cung cấp các cái kiến thức này một cách nó chủ động. Vì thế mà mẹ phải quan tâm đến con hơn nữa, cho nên là mẹ sẽ vất vả hơn, và bố ở xa thì bố cũng thường xuyên gọi điện cho con để mà Vâng. nói chuyện với nó, cũng như là cho nó không có cái khoảng cách xa cách. Vì một vài năm nữa khi mà nó học lớp 7, lớp 8 chẳng hạn, lúc đấy các mối quan hệ của con nó phức tạp hơn, hay nói cách khác là ứng xử với con nó khó hơn rất là nhiều. Vì thế mà Vâng. bây giờ chuẩn bị sẵn sàng những cái bước như vậy. Thứ hai nữa là về dinh dưỡng thì bố cũng rất là lo, đúng không? Bố lo vì Vâng. con ít ăn rau rồi là ít, chắc có khi cũng ít vận động nữa. Có khi bây giờ lại chủ yếu là ở trong phòng rồi là có một cái điện thoại hay là có máy tính thì nó suốt Vâng, đúng ngày đấy. nó Nó suốt ngày lại, thế. vâng, nó lại còn không muốn quan hệ với ai, nó không muốn nói chuyện với ai. Hay nói cách khác là việc mà trang bị cho con những cái kiến thức về kỹ năng sống là rất là cần thiết đối với bố mẹ bây giờ. Đấy, lôi nó vào các cái hoạt động của gia đình, kể cả những cái việc giúp đỡ mẹ như thế nào, rồi chơi với anh ra làm sao, tham gia các cái hoạt động thể lực, ví dụ cho nó tham gia các câu lạc bộ, hoặc là nó một cái bộ môn gì đấy mà nó thích chẳng hạn, để mà có thể rèn, vừa rèn về thể chất và cũng có thể đưa cho nó ra bên ngoài tốt hơn. Những cái này thì bố mẹ trao đổi với nhau để tìm ra được những cái phương án tốt nhất, và từ đó thì cả bố cả mẹ tùy theo cái điều kiện của mình sẽ đồng hành cùng với con nhá. Cũng Dạ không, vâng. vâng, không phải, cũng không phải là vấn đề gì quá lo lắng, nhưng mà cũng cần đòi hỏi sự quan tâm của bố mẹ đối với con như thế này. Rồi. Vâng. Dạ vâng. Rất là với con gái thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà người mẹ cần quan tâm Vâng rất là ạ. lớn, mà Vâng. còn cái đối với anh thì lại cậu con trai đấy. Cậu con trai 13 Dạ 14 tuổi là rất cần có người bố ở bên cạnh. Thế là bố vâng. sau khi về về này là về phép hay về hẳn? Em về phép mà thực ra ở nhà làm em xong em mấy hôm nữa em lại đi thôi, còn ba mẹ con nó thì vẫn ngủ chung một giường, thì có ba mẹ con ở riêng mà không không ở gần nhà mẹ bố mẹ chồng nên Rồi, cậu con vẫn ngủ trai chung lớn một rồi, không giường. nên cho ở chung với cả em và mẹ nữa nhá. Giảm giường nhiều nhưng mà nó rát, nó không dám ngủ một mình. Nhát thì cũng vẫn phải lớn rồi, ai con trai mười mấy tuổi rồi lại vẫn còn ngủ chung với mẹ và em gái là không nên nhá. Dạ vâng. Rồi, chào bạn. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ giúp ích cho bạn ít nhiều. Xin chào bạn nhé. Cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp chuyện một khán giả gọi đến chương trình Cửa sổ tình yêu từ thủ đô Hà Nội. Chào một cô gái trẻ 22 tuổi gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Hà Nội. Nên là có nên quan hệ tình dục trước hôn nhân không ạ? Tại sao lại băn khoăn điều đó? Thì em lo lắng cái việc cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân sau này ấy ạ. Nếu mà Rồi, việc thế là năm nay 22 tuổi đúng không? vâng ạ. Có người yêu chưa? Hiện tại là đang quen biết ạ. Đang quen biết à? Thế đã tỏ tình chưa? Anh ấy đã tỏ tình chưa? Vừa tỏ tình không, nhưng mà mới quen biết mà đã nó đòi hỏi chuyện đó thì em hơi lo ngại về vấn đề đấy ạ. Rồi, thế là cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? 26, 27 tuổi rồi nhá. À, 26, 27 tuổi, thế là quen nhau được bao lâu? Chắc cũng được 2-3 tháng thôi ạ. À, quen được 2, 3 tháng.
tỏ tình thì chưa tỏ, nhưng mà cái chuyện mà đòi ngủ với nhau, đòi quan hệ tình dục trước hôn nhân thì đã đòi rồi đúng không? Rồi, và băn khoăn là có nên cho hay không đúng không? Rồi, anh Đinh Đoàn theo anh thì có cho hay không ạ? Rồi chào, chắc là phải bằng cháu ấy nhỉ, cháu gái 22 tuổi. Cái anh ấy mình quen ở đâu, quen ở trên mạng hay làm cùng công ty hay là hay ở gần nhà? Cháu quen con mẹ thôi ạ. Quen ở trên mạng đúng không? Gặp mặt chưa? Đã xong rồi ạ. À gặp rồi. Tóm lại thì nhà anh ấy có xa không? Mình ở Hà Nội, anh ở ở Hòa Bình hay ở Hạ Long hay ở trong An Giang? Ở Hưng Yên, cháu thấy bạn thế. À, thế xong anh ấy phi xe từ Hưng Yên anh lên gặp mình ở trên Hà Nội đúng không? Không ạ. Quê Em là ở đấy nhưng mà hiện tại đang ở đây ạ. anh à nhà anh quê ở Phương Phương Liên à? Hưng Yên ạ. Hưng Yên, quê Hưng Yên nhưng mà đang làm trên Hà Nội và Vâng. quen. Này, anh ấy có vợ chưa? Dạ chưa. Sao biết? Nhiều Chắc anh là chàng quê có vợ rồi, có con rồi, lên Hà Nội đi làm này làm khác, gặp các cô gái trẻ đều nói là anh chưa có gì. Thế xong rồi cho anh vân vân. Bởi vì thế này, bởi vì này chưa nói gì đến tình yêu với cái bạn này được, quen nhau ở trên mạng chắc cũng uống nước uống non gặp gỡ nhau vài lần, chưa có bất cứ điều gì để mình tin rằng đây là một người người yêu của mình đúng không? Vâng ạ. Chẳng biết là có vợ chưa, thế rồi làm ăn linh tinh thế nào, rồi chẳng có qua lại nhà mình chơi bao giờ, giới thiệu với bố mẹ là đây cháu là ở dưới Hưng Yên, cháu đang làm thuê đi chở ga thuê cho ở chỗ nọ chỗ kia, hay là đưa mình về giới thiệu với gia đình hoặc là một cái gì đó để mình thấy thực sự là Tin tưởng đúng không ạ? tin tưởng. Thật ra thì bây giờ nam nữ mà yêu nhau thực sự người ta cũng có thể quyết định là có quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng với điều kiện thật sự tin tưởng, chắc chắn là hai bên đã có lời rồi, tháng sau là sẽ tổ chức đám cưới, mình cũng tin tưởng lắm, và hai đứa đang đi chụp ảnh cưới rồi, thậm chí còn chuẩn bị rất là nhiều thứ cho tương lai, thì cái chuyện là ngủ trước ngủ sau nó không quá quan trọng. Nhưng mà quen ở trên mạng người đấy, chú mới hỏi, bác mới hỏi là thế thì có biết chắc anh có vợ chưa, thì bảo chưa, căn cứ vào đâu mình biết chưa, nhiều anh chàng quá. Thực ra là có một số thông tin thì cháu biết là chắc chắn là chưa ấy. 90% là chưa. Rồi chưa có vợ nhưng có chắc chắn người ta yêu mình không, mà có chắc chắn là ngủ xong thì người ta vẫn yêu tiếp không? Cái đấy thì không chắc thì cháu mới Không hỏi chắc thì đừng bao giờ cho một ai đó mà biết rằng người ta được thỏa mãn xong người ta bỏ mình, thế thì còn 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 cái gì mình giữ làm vốn nữa đúng không? à vâng Đấy, người ta xin với người ta gạ thì ai sẽ chả gạ, chả phải cái anh này, mà kể cả gặp một anh 34, 35, 37 mà anh ấy gần gũi uống cà phê anh thấy mình trẻ trung xinh xắn, có khi anh cũng gạ là chả hiểu làm sao cứ ở bên cạnh em anh thấy rất có cảm xúc, anh ước là được trao nhau trọn vẹn vì đấy là biểu hiện tình yêu. Sẽ có nhiều người gạ, nhưng mà nếu mà mình cứ người ta gạ mà cũng cho thì chết nhá. mà có khi là anh ta đâu có gạ riêng cô gái này đúng Đúng rồi, anh cũng cũng đủ 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 đối gạ được tượng hai rồi. chục cô vượt được 5 cô là cũng ok rồi đúng không Đúng rồi. ạ bớt ngây thơ đi nhá cô gái trẻ nhá Vâng ạ. hy vọng là những lời tâm sự của chú Đinh Đoàn sẽ giúp ích cho bé ít nhiều nhá. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Rồi, chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hòa Bình. Xin chào một khán giả nam 50 tuổi gọi đến cửa sổ tình yêu từ Hòa Bình. À, năm nay thì em 50 tuổi rồi nhưng mà em chưa xây dựng gia đình một lần nào. À thế à? Vâng, Quyết tâm ở vậy thì à? Em cũng nghe cái câu các cụ ngày xưa để lại ấy là cha già thì con cọc ấy, thì em năm nay em định xây dựng gia đình thì sau rồi em chỉ sợ là theo cái câu các cụ để lại là khi em bé nó không được thông minh ấy thì Rồi. nhờ chương trình tư vấn giúp cho. Rồi, thế là có mối nào chưa? À, cũng có rồi anh ạ. Thế à, thế là bà ấy bao nhiêu tuổi? Cũng hơn 40 một chút thôi. Trời ơi, thế đã có đẻ lái lần nào chưa? Đã Chưa sinh con lần nào chưa? chưa chưa Thế à, cũng là gái tơ à? nói chung là cũng có một đời rồi nhưng mà hạnh phúc nó không trọn vẹn nên người ta cũng chia tay ấy. Rồi, thế là có con riêng chưa? À, có một em bé gái rồi nhưng mà em bé lại ở với bố. À, thế thì chắc là con chuẩn bị lấy chồng rồi đúng không?
Và cũng lớn lớn rồi. Thế chính xác là bây giờ bà ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Bốn mấy? 45 tuổi ạ. Ôi trời ơi. Thế là mình lo là cái của mình nó không chất lượng để cho cha già con cọc, hay là lo là bà ấy còn không để đẻ? À, nói chung về sinh sản thì bà vẫn còn, nhưng em đang lo là em ấy sợ là mình không Thôi đẻ. thì bố thì 50 tuổi, thế nhưng mà chọn cái cô nào 25, 27 hay cùng lắm là 30, chứ chỉ chọn bà 45 thì giờ khó lắm. Bảo là nó như này anh ạ, nói tuổi tác nó cao rồi nên bây giờ mà tìm cái trẻ trẻ khó lắm. Rồi, bác sĩ sẽ xem là nếu làm cha làm mẹ ở tuổi mẹ là 45, tuổi cha là 50 như thế thì có thuận lợi hay không nhá. Xin mời chị Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng ạ, xin chào bạn ạ. Vâng ạ, em chào chị Vâng. ạ. Ồ, thế sao mãi đến tận 50 tuổi mới nghĩ ra là mình đi lấy vợ vậy? Và cũng thôi thì nó cũng nhiều cái vấn đề nó chi phối lắm chị ơi, nó Thế à? cũng lật đật lắm nên là Ừ. bây giờ em mới tìm được nửa của mình. Thế à? Ừ. Vâng ạ. Mình yêu bạn ấy lắm không? Dạ. Mình có yêu bạn ấy nhiều không? À, có ạ. Ừ. Yêu bạn ấy Vâng. nhiều lắm hả? Và nhất định là muốn kết hôn với bạn ấy, muốn sống cùng với bạn ấy đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thực ra thì chắc là về chuyện tình yêu thì mình sẽ không bàn ở đây, nhưng mà một cái việc rất là quan trọng mà mình cũng rất là lo đấy là việc có con đúng không? Vâng ạ. Về phía em ý, em 50 tuổi, nếu như mà sức khỏe của em tốt, sức khỏe sinh sản không có vấn đề gì trục trặc thì em vẫn hoàn toàn có thể có con bình thường Vâng nhé, ạ. hay gọi là có con tự nhiên. Nhưng về phía bạn gái ấy, mà mình Vâng ạ. chuẩn bị kết hôn ý, thì bạn ấy 45 tuổi rồi, có thể kinh nguyệt của bạn ấy vẫn rất là tốt, rất là đều. Nhưng Vâng. mà ở cái tuổi này á, thì cái chất lượng trứng nó sẽ không còn được như là cái lúc 20 hoặc là lúc 30. Vì thế những người phụ nữ ở tuổi ngoài 40 lại còn 45 trở ra chẳng hạn, thì cái việc có thai tự nhiên đối với họ đã là khó rồi. Nó cái cơ hội nó không nhiều như là những cái người khác. Cái thứ hai nữa là kể cả các bạn nếu như có thụ thai được ở cái tuổi như thế này thì cái nguy cơ mà đối với mẹ và đối với thai nhi ở những cái người mà 45 tuổi trở ra ấy, thì nó rất nhiều nguy cơ có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi cũng như là ảnh hưởng tới sự phát triển của mẹ. Nhá, Vâng sức ạ. khỏe của mẹ. Vì thế mà nếu các bạn vẫn quyết tâm lấy nhau và bạn muốn là các bạn có con thì chắc chắn các bạn phải cần có sự hỗ trợ của y tế. Vâng ạ. Bạn thì cần phải làm cái xét nghiệm về ít nhất là làm xét nghiệm tinh dịch đồ để đánh giá xem số lượng và chất lượng tinh trùng của bạn như thế nào. Cái điều kiện để mà có thể có thai tự nhiên ở phía bạn nó có tốt hay không đã. Thế Vâng ạ. còn về phía cô vợ tương lai của bạn thì đòi hỏi phải khám xét rất là kỹ và xem là cái chất lượng trứng như thế nào, rồi các cái điều kiện khác về tử cung, về các cái cơ quan sinh sản, về nội tiết tố sinh dục nữ của cô ấy nữa, tức là những cái điều kiện để có thai và những cái điều kiện để nuôi dưỡng thai nếu được là ở cô bạn này phải được khám xét rất là kỹ, hay nói cách khác là phải rất cần sự hỗ trợ của cơ quan y tế nhé. Ừ. Vâng ạ. Thì mới có thể đánh giá được khả năng cũng như là xem kết quả nó như thế nào. Vâng. Rồi, thế nhưng mà theo tôi thì trước khi cưới là nên đi khám trước đi nhá. Vâng Xem ạ. ngày chưa? Xem ngày cưới chưa? Em cũng chuẩn bị rồi anh ạ. Rồi, nhá. Vâng. Cứ khám tiền hôn nhân đi. Bình thường thì thanh niên nó đi khám, nhưng mà mình thôi trung niên đi khám cũng được. Em cảm ơn chương trình rất nhiều nha. Chúc anh các chị mạnh khỏe nha. Rồi, cảm ơn bạn đã Cảm quan tâm đến chúng tôi và gọi đến chia sẻ. Xin cảm ơn. ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Long An. Xin chào một khán giả gọi đến từ Long An. Tại vì em nhà bạn gái của em cũng hơi xa với nhà em á, nhà Rồi. bạn gái ở Đồng Tháp, thì À. tụi em cũng có quen cũng một thời gian rồi, Rồi. nhưng mà kiểu như em cũng tuổi đôi mươi nên nhu cầu cũng hơi cao á bác sĩ, anh, nên có lúc mà tụi em mà gần nhau á, có khi một lần em ra tới 4 đến 5 lần, không biết chuyên gia thấy vậy thì có quá sức không? Rồi, thế có định bao giờ thì tổ chức hôn lễ đấy?
có định dạ, em tính chắc sang năm á. À rồi, thế là cô ý thì bạn thì ở Cà Mau, làm ở Long An, còn cô ta ở Dạ. Vĩnh Long, đúng không? Dạ. Cũng ba địa phương cũng không xa nhau lắm đúng không? Dạ, mà cũng tầm khoảng một tháng này mới gặp mặt một lần, có khi khoảng 3 tuần à. À, thế cô ta thì đang ở đâu? Hiện tại cũng làm xa em. À, có cứ hai người làm xa nhau, thế là đâm ra là một tháng gặp nhau một lần thôi à? Dạ, Mà mỗi lần có làm khi thì tranh thủ 4-5 lần, 4-5 cái một lúc đúng không? dạ đúng rồi, tại nó cũng em thấy nó hơi nhiều nên không biết có ảnh hưởng sức khỏe không, tại vì em thấy cơ thể em rất là bình thường Rồi. nhưng cũng không có mệt mỏi nữa, Thế sau mỗi lần là nghỉ bao nhiêu phút thì làm hiệp hai? thì có khi 2-3 cái liên tiếp mới nghỉ tầm khoảng 1 tiếng 2 tiếng rồi mới thêm 1 cái nữa hoặc 2 cái nữa. Khỏe thế chứ. 2-3 cái liên tiếp tức là không có khoảng thời gian nghỉ nào. Đến cái thứ Dạ. tư thì mới nghỉ khoảng tiếng thôi. À có khi mà mới bữa mà sung á thì được 3 cái liên tiếp, Rồi ba không thì cái liên tiếp. 2 á. Okay. Ba cái là tính cái của bạn thôi, còn cô gái thì nó vẫn là một cái đúng không? Thì cũng ra rồi xong cái đi vệ sinh này kia rồi cái mới vô làm tiếp. À rồi, thế là khỏe nhỉ. Dạ. Chỉ số chiều cao cân nặng ra làm sao? Em tầm khoảng 72 thì 1m75. Chiều cao Ồ, cũng 72 ok. cân đúng không? 1m75, Dạ. to cao Dạ. đấy, chắc là đẹp trai nữa đúng không? Dạ, tại em cũng hay chơi thể thao đá banh, À thấy sức có khỏe chơi mình thể cũng thao tốt. nữa, lâu rồi rèn luyện sức khỏe tốt, chơi 4-5 cái lúc không nghỉ hiệp nào đúng không? Dạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem tất cả những cái hành vi đó nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn hay không nhé. Xin mời Dạ. mời chị Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng, chị chào em. Dạ, chào chị. Bạn gái em bao nhiêu tuổi em? Dạ, bạn gái em bằng tuổi em. À, bạn gái cũng 26 tuổi hả? Và sang Dạ. năm thì mình sẽ có kế hoạch là mình sẽ kết hôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Hy vọng là lúc đấy thì cái mình kết hôn thì mình ở gần nhau thì cái đời sống tình dục của mình nó sẽ ổn định hơn và nó sẽ đều đặn hơn chứ không phải như bây giờ. Dạ đúng rồi. 3 tuần thì mình mới gặp nhau một lần, thế và cái thời gian gặp nhau của em thì được bao nhiêu lâu? Dạ cũng khoảng 5 đến 6 tiếng. Thế à? Dạ Chứ có khi chị lâu hơn một xíu, tại có khi tầm khoảng 2 giờ tới tối. 2 giờ đến tối xong, thế là sáng hôm sau là chia tay nhau à hay là chia tay nhau ngay buổi tối Dạ. đấy? Tới sáng. À thế à? À không không không. Buổi tối đó chia tay nhau luôn, À buổi không có tối ở chia tay chung nữa. nhau luôn. Ừ. Dạ. Ừ, thực ra thì bởi vì là các em còn đang rất là trẻ và em lại Dạ. có cái sức khỏe khá là tốt bởi vì em có chơi thể thao nữa. Chính vì Dạ. thế mà chị nghĩ là cái chắc là các cái hoạt động của cơ thể nói chung cũng như là của cơ quan sinh sản của em nó ổn. Thế cho nên Dạ. là cái việc mình quan hệ với bạn gái 3, 4 hay là 5 lần và sau mỗi một lần như thế mình cảm thấy vẫn bình thường, cuộc sống không ảnh hưởng gì đúng không? Ngày hôm Dạ đúng sau rồi. thậm chí là nghỉ ngơi ngủ tối hôm đấy thôi, còn sáng hôm sau mình dậy mình vẫn thấy bình thường, không ảnh hưởng gì đến chất lượng học tập hay là làm việc. Bạn gái cũng thế đúng không? Quan trọng là bạn gái có hát cùng với mình được không? Hay là chỉ được Dạ dạ cũng cũng cùng luôn. Em thấy và bạn cùng. bạn gái cũng rất là vui vẻ chứ cũng không có gì là áp lực đúng Dạ đúng rồi. không? Bạn gái cũng chịu mà cảm giác như bạn gái cũng hợp với em. Ừ, thế thì tốt rồi. Dạ. Bởi vì mình rất là lâu mình cho nên mình mới gặp bạn gái một lần. Vì thế chị nghĩ Dạ. là lần thứ nhất có thể nó sẽ rất là nhanh. Dạ đúng Chỉ rồi. một có khi là chỉ vài 3 phút là nó đã kết thúc được cái lần thứ nhất rồi, đúng không? Đến lần thứ hai Nên thì lần đầu nó nhanh vậy nên lần thứ hai nó vẫn còn đúng rồi. còn nguyên như vậy, nó không có xuống. Đúng rồi. Bao giờ cũng thế mà, vì nó đã dồn nén tích cực trong mấy tuần rồi cho mới đến mình mới được gặp bạn gái, vì thế những cái lần thứ nhất với lần thứ hai thì gần như chỉ là để giải tỏa thôi. Nó Dạ đúng chưa rồi. Đủ tỉnh để trở về đúng với cả cái bản chất thật của nó ấy. Thế cho À, nên là từ mình cái thứ cũng hai với cái thứ ba trở đi em thấy nó mới trở về bình thường. thế không có gì là lo lắng cả nhá. Dạ Đấy. dạ vậy Tất là bình nhiên thường là thế thì không có vấn đề gì, đó vì mình còn đang rất là trẻ và mình thực cái tần suất mình gặp nhau nó không phải là nhiều ấy. Thế nhưng tất dạ nhiên là sau này ví dụ mình kết hôn rồi thì nó sẽ không được như thế bớt lại. đâu. Ừ nhá. Ừ. Dạ Chứ còn em nếu cũng kết hôn hiểu, rồi mà tại cũng cũng như phải thế thì chết. khoa học lại.
nhiều quá là cũng ảnh hưởng đến sức khỏe cả Em hai. biết mà, đúng rồi. Chỉ sợ là mai mốt lấy nhau rồi Đúng không duy rồi, lại trì không được được như thế. như thế này đâu nhá. Chẳng qua Dạ là thì giai đoạn này là giai đoạn đang xa nhau, lâu lâu mới gặp nhau một lần, đâm ra hai tranh thủ thôi nhá. Mai mốt là có cuộc sống tình dục nó ổn định và đều đặn thì chắc chắn là nó sẽ trở vào quỹ đạo bình thường nhá. Đừng quá lo lắng. Bây giờ mình đang có sức khỏe nhưng cũng đừng hoang phí cao quá nhá. Chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Xin chào một khán giả gọi đến chương trình Cửa sổ tình yêu từ Bắc Giang. Tôi muốn hỏi chuyên gia một chút. Dạ. Tôi năm nay là 63 tuổi rồi. Vâng. Tôi thì vợ con thì không có nhà đấy, nhưng mà tôi thì hỏi chuyên gia một chút là tôi cứ thỉnh thoảng tôi cứ bị tự sướng ấy. Vâng. Nhiều thế thì liệu nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không chuyên gia? Vâng, anh năm nay 63 tuổi đúng không ạ? Vâng. Thế là chắc là vợ thì đi chăm cháu ở ngoại đúng không? Vợ thì Thế ông không ở ở nhà nhà ông cứ buồn buồn thì ông toàn tự sướng đúng không? Thế là một tuần đúng ông rồi. tự sướng mấy lần? Mỗi ngày 2-3 lần. Úi trời, rảnh đến thế à? Thì Thế nó mà thích chán mà. lần nào cũng thành công à? Rồi. Nói thật hay nói giả vờ đấy? Anh nói thật đấy. Thế á? Thế thí dụ hôm nay 2-3 lần, thế ngày mai còn mấy lần? Hay là ngày mai thì thôi luôn? Cả ngày nào không, ngày nào cũng có. Rồi, thế bây giờ là ở nhà với Ngày một lần, ai? ngày hai lần. Anh hiện tại đang ở nhà với ai? Con Ở cháu nhà gì? mình. Một mình thôi. Thế Trông cơm cháu nước, thôi. có Đó. cơm nước thì tự thổi nấu thì không? Có từ lâu rồi. Rồi. Một mình thì cũng hơi buồn nhỉ? Buồn. Đấy, bà nhà nó thì là đi chăm cháu ở tận đâu? Cách đấy xa không? Xa lắm, tỉnh sao cần thiếu thành phố Hồ Chí Minh cơ. Thế à? Sao không ông không di chuyển vào đấy ở cùng với bà ấy? Nói chơi ở nhà tôi đi nước ngoài không có nhà. À, thế à, bà đi bao nhiêu năm rồi? 4 năm nay rồi. Tức là đi sang con cháu ở bên ý à? Hay là sang lao động? Không, tôi vẫn ở nhà với cháu, nhưng mà nhà trông cháu, thế nhưng mà bà đi nước ngoài không có nhà. Bà ấy đi nước ngoài đi lao động, xuất khẩu lao động hay là đi sang người thân ở bên ý? Đi làm ô xin. À, đi làm ô sin. Thế là năm nay bà ấy bao nhiêu tuổi rồi? Bà năm nay 57 Rồi, ông thì 63 đúng không? Mà 58 ông thì bà đi xa thế là ông toàn tự sướng thôi chứ ông cũng không bỏ tiền ra ngoài đúng không? rồi. Không không thích. Không thích đúng không? Chỉ thích mỗi Đúng không? bà ở xa thôi, nên là mình cứ toàn có những hành vi như vậy đúng không? Anh Đình Thế Đoàn thỉnh sẽ tâm thoảng đi sự. nhà là làm như thế nhiều thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Vâng, chào anh Ông ấy. còn anh còn sức mà làm được như thế là tốt quá rồi. Và bây giờ thì anh Đinh Đoàn cũng là trạc tuổi anh thì anh sẽ chia sẻ với anh nhá. Xin em mời chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Vâng, chào anh. Vâng, chào Minh Đoàn nha. Vâng, trước Nhà nhà hết anh hâm mộ lắm. vâng ạ, trước hết là chúc mừng anh vì là anh còn khỏe. Nhiều người mới có 55 hay 50 là vợ đã kêu là cả tháng chạy được một lần, thậm chí là được vài phút đã xong rồi, bị coi thường lắm. Vâng, nhưng mà tuổi anh mà 62, 63. Thực ra thế này này, cái sức khỏe tình dục này là một trong những dấu hiệu của cái sức khỏe chung. Người phải khỏe thì nó mới có cái hăng hái, mới ham muốn được. Chứ mà bây giờ tiểu đường, mỡ máu, rồi gút, rồi suốt ngày ngậm thuốc, rồi là rồi đi còn chả ra hơi, nói không ra hơi thì chắc chắn nó cũng chẳng chả có cái ham muốn nữa. Nhưng mà việc của anh mà có ngày làm được mấy 2-3 lần thì điều ấy chứng tỏ được sức khỏe tốt. Đấy là điều mà anh phải giữ gìn, rất là tốt thôi. Cái việc thứ hai là không có cái ai đánh giá sức khỏe của bản thân bằng chính bản thân mình. Sau mỗi lần, thực ra này, thủ dâm hay là gọi tự sướng cũng là một hành vi quan hệ tình dục. Chỉ có điều người ta gọi là tình dục một mình thôi ạ. Tức là tự sướng mà. Thì cũng giống như là mình quan hệ với một người khác, cũng xuất tinh, cũng lên cao trào, mình cũng đạt được khoái cảm, thì đúng là quan hệ tình dục. Và cái thước đo của cái việc là còn được hay không đó là sau khi quan hệ mà không mệt mỏi, không thấy hoa mắt chóng mặt, không làm được một cái thì nằm cả ngày, cơm không muốn ăn. Cái đây anh vẫn khỏe mạnh đi lại, nói sang sảng, nghĩa là không có vấn đề gì nhá. Thật ra tôi cũng hay sinh hoạt với các câu lạc bộ của những bác lớn tuổi ấy. Tôi vẫn hướng dẫn các bác ấy tự tự sướng,
còn hơn là nhiều người không biết cách tự sướng cho vợ cũng đi làm ăn xa hoặc là đi bế con bế cháu ở xa, mình thì còn sức khỏe, thế xong rồi lĩnh được đồng lương hưu thì đi linh tinh ở ngoài rước bệnh rước tật vào bản thân, hoặc là có người thì lại đi không kiềm chế được mà lại không biết tự giải tỏa cái nhu cầu của mình, đi gạ gẫm những cái cháu ít tuổi. Đã có những ông mà bị phạm lỗi bị bắt vì tội là xâm hại trẻ em, thế xong rồi trước vành móng ngựa thì ông nói là do không kiềm chế được cảm xúc thì hứng quá rồi cuối cùng làm liều. Thế thì tôi mới nói là như anh thế là rất là tốt, tốt cả cho sức khỏe, được lưu thông máu huyết, thứ hai là cũng ngăn ngừa cái việc mình làm liều, đúng không? Rất, rất tốt nhá. Cơ bản lắng nghe theo dõi sức khỏe một chút, với cái thứ hai nữa là nếu mà mình rảnh rỗi mà cứ hơi một tí này không có việc cứ lôi cổ nó ra mà bóp thì nó cũng khổ. Thế thì ra anh tham gia thêm những cái câu lạc bộ dưỡng sinh hay là đi đạp xe đạp với các cụ ở trong khu ấy, thì nó cũng mình xả bớt năng lượng sang những cái hoạt động khác, chứ đừng có nhằm vào mỗi chiến đấu với nó. Tất nhiên là nó khỏe thì là tốt rồi, thế nhưng mà bí quá thì mới làm nó thôi, còn lại thì đánh cờ đánh kiếc đạp xe đạp rồi tham gia các hoạt động với nọ kia đi thì nó cũng giải tỏa bớt đấy mà. Giống như là người phụ nữ người ta cũng khuyên rằng là đêm mà chồng đi xa mà nhớ chồng quá thì dậy gánh nước là rồi bơm nước từ giếng khoan lên cho nó đầy bể xong lại tháo đi, mục đích là để cho xả năng lượng vào đấy. Thế nó có ảnh hưởng đến sức khỏe không ạ? Có ảnh hưởng nhiều là khác, và ảnh hưởng như thế nào thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng ạ, vâng. Chào anh ạ. Vâng, chào chị. Vâng, tôi cũng nghe câu chuyện của anh với cả anh Văn với cả anh Đoàn rồi ạ. Đúng là cái quan hệ tình dục nó cũng là một cái chỉ số để đánh giá về mặt sức khỏe của một người. Tuy nhiên thì ở trường hợp như của anh ý, vì là nó không được bình thường vì chị nhà mình lại đi vắng ạ. Thế có điều là anh lưu ý một chút. Thứ nhất là mỗi một lần anh, đây cũng gọi như là một hình thức quan hệ tình dục. Hay nói cách khác là anh cũng phải lên cao trào, anh cũng phải xuất tinh. Và từ khi anh bắt đầu có kích thích vào cơ quan sinh dục cho đến lúc anh xuất tinh, thì các cái cơ quan ở trong cơ thể, đặc biệt là hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ tiết niệu là hoạt động tăng lên gấp đôi. Tức là công suất của nó tăng lên gấp đôi. Nếu anh duy trì cái tình trạng này trong một thời gian dài nữa, thì cùng với sự lão hóa của cơ thể khi anh bước vào cái tuổi nhiều hơn, thì nó sẽ không tốt cho anh ạ. Cái thứ hai nữa mà tôi muốn lưu ý anh ở đây, đấy chính là gì ạ? Anh có thể bị nghiện. Nghiện cái sách này. Giống như là anh Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải cũng đã chia sẻ. Nào là chơi cờ này, đạp xe này, rồi là tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh, các cụ trong làng, trong thôn, trong xóm. Và như thế nó sẽ phân tán cái mối quan tâm của mình đến các việc khác. Và như thế nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ tốt cho sức khỏe của mình hơn. Chứ mà một ngày 63 tuổi, một ông già 63 tuổi, một lần chăm chăm bóp cổ nó 3 lần như thế thì đúng là cổ nó từ từ nó cũng gãy đấy nhá. Không nên. Anh hiểu chưa? Nha. Anh đã nghe rõ rồi chứ? Vâng, vâng, cảm ơn nghe chào anh. Và rất là vui khi anh quan tâm và theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi. Và hy vọng là anh sẽ tiếp tục là khán giả thường xuyên của chương trình. Xin chào anh nhé, cảm ơn các chuyên gia. Thưa anh Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải, rõ ràng là cái vấn đề mà quan hệ tình dục đối với người lớn tuổi là rất quan trọng. Những điều tiết nó như thế nào để phù hợp với sức khỏe của mình thì lại là quan trọng hơn rất nhiều, chứ không phải cứ hứng lên là ông lôi cổ ra ông bóp thế là chết nhỉ. Trước hết thì phải nói rằng là qua một vài cái cuộc gọi của các bác lớn tuổi vừa rồi thì nó đều nói lên một vấn đề là thực ra tình dục nó là một thứ rất là quan trọng đối với kể cả những người lớn tuổi. Đôi khi từ trước giờ vẫn nghĩ rằng là có con rồi, bây giờ có cháu rồi, là lên ông lên bà rồi thì nghĩ gì đến chuyện đấy. Mà rất nhiều người nghĩ như thế, đặc biệt là phụ nữ. Thì đấy là một thứ mà chúng ta cần phải nhìn nhận lại. Cơ thể mà còn nhu cầu thì đấy, mình cứ gọi chung là tình dục nó một món quà mà Thượng Đế cho. Có điều là thì cố mà ăn, ăn làm sao cho nó ngon lành, nó đừng, nhưng mà nó phải có khoa học một tí thôi, đúng không? Rất là mong được các cái khán thính giả nữ lớn tuổi đấy, qua trường hợp này thấy ông cứ bỏ đi hết, bế cháu người khác cho đến đi làm ô xin ở Đài Loan, Hồng Kông ở đâu đó, xong ở nhà thì
cứ để cho ông như thế này thế này. Bác này là bác ấy còn khá đấy, bác ấy chỉ nghĩ đến là bác nghịch của mình thôi chứ bác không mà lại bỏ tiền ra bác đi ra rồi bác ấy con được đồng lương hưu lại tháng đi 3 lần xong rồi về lại cứ hết lép nọ cho đến ngủ kia thì cũng còn chết, còn nguy hiểm hơn nữa. Hoặc là thậm chí có những người là lại còn cặp bồ cặp bịch xong rồi rước người nọ người kia về nhà phiền phức lắm. Cho nên là ở đây có lẽ là mong muốn là hội người cao tuổi cũng nên có những chuyên đề cho các bạn sinh hoạt chia sẻ với cái chuyện nó là một nhu cầu chính đáng, không ăn cắp ăn trộm chả vi phạm pháp luật gì, nhưng mà làm thế nào để hòa hợp với đối tác. Thậm chí nếu như trong trường hợp nó không hòa hợp thì cũng phải có kiến thức là tự xử thì xử như thế nào chứ, đúng không? Nhưng mà xử đến một ngày mà cụ 63 tuổi một ngày 3 lần như thế là rõ ràng không hợp lý, bởi vì mỗi lần có hành vi ý thì nó sẽ như chị Hải có nói, tức là huyết áp lại tăng lên, rồi tim mạch rồi nó cũng có thể ảnh hưởng này. Vâng, rất nhiều thứ ạ. Vâng. Tất nhiên là mình cũng hoàn toàn đồng ý với nhau là cuộc sống có cái đó thì nó rất là tốt, đúng không ạ? Vâng, kể cả trong vấn đề về hạnh phúc gia đình cũng thế. Với những người lớn tuổi thì nếu duy trì được cái việc đó và nó phù hợp với hai bên, quan trọng phải phù hợp với hai bên anh ạ. Thì nó là một cái yếu tố nó thăng hoa cho cuộc sống rất là tốt. Hay nói cái khác, nó cũng là một cái để duy trì cái hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên thì tôi thấy là ví dụ chúng ta phải, cho dù nó tốt đến mấy đi chăng nữa thì nó vẫn phải phù hợp với tuổi tác, phù hợp với sức khỏe, phù hợp với thực tế. Kể cả nếu như cái bác trai này mà có bác gái ở nhà, đây là may, thôi tôi cũng nói là may bác ấy đi nước ngoài, chứ còn nếu bác ấy ở nhà mà một ngày bác trai mang ra 2-3 lần thì chắc là bác gái này không cũng xin chào và hẹn không hẹn gặp lại. Đúng không ạ? Vì thế mà mình cũng phải có kỹ năng là một chuyện, cái thứ hai mình cũng phải có kiến thức. Tôi cũng không biết là bác ấy có nói thật hay không, nhưng nếu mà duy trì với một người 63 tuổi mà một ngày 2-3 lần như thế, một tuần 2-3 ngày, thì tôi sợ là nó là vấn đề nó nghiện. Nó nghiện, vâng. Và điều đấy thì hoàn toàn không tốt một chút nào cho sức khỏe. Thực ra thì với các bạn thanh niên 25-27 tuổi mà chưa có gia đình, chưa có vợ con, chưa có người yêu đi chăng nữa, thì cái chuyện mà mặc dù là các bạn lại có sức khỏe nhưng cái hành vi đó thực hiện 2-3 lần một ngày cũng là bất hợp lý rồi, đúng không chị? Vâng, hoàn toàn nó bắt cơ thể mình gắng sức trong những cái hoạt động như thế rất là nhiều, và nếu trong thời gian dài thì đấy là những cái hành vi nó không có lợi một chút nào cho sức khỏe. Dạ vâng. Và hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi về hành vi quan hệ tình dục của người lớn tuổi do anh Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ sẽ giúp ích cho quý vị khán thính giả đang nghe đài rất là nhiều, và từ đó thì sẽ có cái hành vi điều tiết một cách hợp lý nhất có thể. Xin chào một khán giả gọi đến cửa sổ tình yêu từ Thanh Hóa. Tôi có một cái câu hỏi mà muốn được anh Đinh Đoàn chia sẻ. Dạ vâng. Là cuộc sống hôn nhân của tôi á, thì nó cũng có nhiều vấn đề. Tôi vừa phải làm chồng, vừa phải tức là làm cha, rồi phải cả làm mẹ nữa. Thế ạ? Thì nó cũng buồn, rồi bắt đầu nó mới nảy sinh ra một cái tình cảm mới. Vâng. Mà cái cô mà tôi xây dựng cho đến nay á, thì là gần nhà thôi. Cô cũng có chồng, 2 đứa con. Vâng. Thì bây giờ đây 3 năm thì cô lại ly dị chồng, đúng không? Rồi. Và chúng tôi cũng quan hệ với nhau cho đến nay nữa là gần 10 năm. Vâng. 9 năm rưỡi rồi. Thế ạ? Nhưng mà cũng cả 2 đứa thì cũng xác định là cô ấy thì cũng không có tiền của gì, nhưng mà tôi cũng xác định sẽ dùng bằng cái tài sản tiền của mình. Vâng. Sẽ cùng với cuộc sống với nhau, tức là giải quyết cái việc gia đình của mình xong rồi dùng cái tiền của mình ấy, đưa cô đi đến một địa phương khác. Thế à? Để sống với nhau cái phần đời còn lại. Dạ vâng. Thế nhưng mà cách đây độ 20 ngày ấy, thì cô lại, tức là trước đó một tuần thì cô vẫn ở với tôi cả tuần, cả 10 ngày ấy. Dạ vâng. Thì cũng chia sẻ đến về việc con cái của cô ấy, cô cũng hỏi ý kiến là nên góp ý cho con cái của cô ấy như thế nào để cho nó tốt đẹp hơn. Dạ vâng. Thì tình cảm nó đang còn mặn nồng lắm. Cô lại là người coi như là đột xuất phản bội luôn. Vâng. Tức là ngày hôm trước thì cô đang ở với tôi.
10 ngày ở cùng anh. Chiều. Vâng. À, 10 ngày ở cùng tôi đến ngày thứ 11. Thì cô nói là cô chia tay với vâng. nhiều lý do mà cô đã từng nói mấy lần rồi. Vâng. À, thì nó vẫn bình thường. Nhưng mà lần này thì cô cương quyết lắm. Rồi thì cũng ngay cái hôm mà cô nói chia tay với tôi thì tối tôi phát hiện là cô đã đi nhà nghỉ với lại người đàn ông khác. À thế ạ. Vâng. Thế thì bây giờ là nó có một cái như này về việc đi tiếp hay là chia tay thì tất nhiên là tôi cũng có một cái nhận định cho mình rồi. Vâng. Thế nhưng mà nó khó một cái là tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy. Dạ vâng. Và tôi cảm giác là tôi vẫn có phải có trách nhiệm với cô ấy. Dạ vâng. Xin lỗi anh là anh có nói anh là người chồng vừa làm cha lại vừa làm mẹ. Thì xin lỗi là vợ anh ở đâu ạ? Vợ anh mất à? Tức là vợ thì vẫn còn. Vâng. Nhưng mà cô ấy thì cô có nghĩa rằng là không có một cái kỹ năng kiến thức sống gì cả. Mà đặc biệt là cô này cô lại có một cái tính vô cùng ích kỷ và không có một cái kiến thức xã hội gì và cũng không có một cái kỹ năng sống nào cả. Rồi, thế nhưng mà vẫn là cũng là làm vợ với anh một thời gian rất lâu rồi đúng không? Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay mình 55 rồi. 55 tuổi, thế là lấy vợ mấy chục năm rồi ạ? Tức là lấy vợ cũng 35 năm rồi. 35 năm, thế mà vẫn chê vợ được mặc dù vẫn ở với nhau 35 năm nay. Đúng rồi. Và mà anh có quan hệ ngoài luồng, anh có quan hệ ngoài luồng, ngoài hôn nhân với một cô gái 9 năm rưỡi này, đúng không? Đúng rồi. Và cái cô kia thì rồi. Cũng mới bỏ chồng thôi, tức là hai người có mối quan hệ là vi phạm pháp luật đấy anh nhá. Bởi vì anh vẫn đang có vợ bình thường, cô ý vẫn đang có chồng bình thường mà hai người có quan hệ với nhau như cô, vợ chồng. Cô thì ly dị chồng 3 năm nay rồi. Vâng, thế thì 6 năm trước. Đúng không? 6 năm trước, đúng rồi. Hai người thì đều có cuộc sống gia đình riêng rồi. Vẫn cứ quan tâm và chia sẻ với nhau, thậm chí là quan hệ tình dục với nhau nữa. Ở chục ngày trước thì hai người vẫn thắm thiết, ngày thứ 11 cô ta đi ngủ với người khác luôn, trong nhà nghỉ. Anh phát hiện điều đó, đúng không? Và anh có hỏi chúng tôi là nên tiếp tục duy trì mối quan hệ với cô ta hay là chia tay. Và anh cũng có nói là anh cũng đưa ra quyết định rồi. Thế và bây giờ chỉ tham khảo ý kiến của anh Đinh Đoàn thôi, đúng không? Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng. Rồi, chào anh. Chào anh Đinh Đoàn. Ban đầu ấy thật sự ra khi mới nghe câu chuyện thì tôi lại rất là thông cảm với anh. Tôi tưởng là anh là gà trống nuôi con, ly dị vợ hoặc là chị chẳng may làm sao đó. Nhưng mà về sau lại biết rằng là anh có vợ, có con những 35 năm nay, năm nay 55 tuổi, tức là lấy vợ từ lúc 20 tuổi, sống được 35 năm, một cái cuộc hôn nhân tương đối dài lâu, tôi không nói rằng là bền vững nhưng mà dài lâu. Thế rồi con cái về cái quan hệ tình cảm gia đình ấy, thì khi mà tôi phát sinh cái tình cảm của người mới ấy vâng. thì cũng từ đó là tức là cũng 10 năm nay là tôi với vợ tôi là nó đã có anh có người mới thì anh cũng chẳng quan tâm đến vợ cũ thì 10 năm nay anh cũng chẳng có đụng chạm gì đến chị ấy đúng không ạ? Anh bỏ rơi chị ấy và có thì thôi thì ngồi đấy để rồi anh có bạn mới rồi. Và cái cô người phụ nữ kia kìa, trong lúc mà quan hệ với nhau 9 năm rưỡi nay mà cô mới bỏ chồng có 3 năm, nghĩa là 6 năm trước, trai có vợ, gái có chồng vẫn duy trì yêu nhau tận những 6 năm trời. Vậy là cả hai người đến với nhau bằng, thôi tôi không dám nói là vi phạm pháp luật, đúng là nếu có kiện là phạm vi phạm pháp luật, nhưng mà thôi mình vẫn nói rằng mình cũng không tốt đẹp gì, nói thật là chị ấy, cái cô kia cô ấy có chồng, xong cô ấy quan hệ với anh mà anh thì cũng có vợ rồi, hai người thậm thụt với nhau. Thế thì đừng có hy vọng những cái người như thế người ta thủy chung son sắt với mình. Người ta đến với anh chẳng có cái gì, thế thì bây giờ lại có một ông khác lại to hơn, khỏe hơn mà lại hứa hẹn cho chị cái gì thì chị chuyển đổi thôi. Yêu vi đương gì đâu, chẳng qua là thôi cũng đổi món đổi nghề, cho nên mình cũng không sót không tiếc nhá. Thế và hai nữa là anh cũng chẳng thể bám theo cô được bởi vì giờ cô ấy đã là vợ người ta hoặc là người yêu của người ta chứ chẳng phải là của anh. Cái của anh có chính là gia đình anh, vợ anh, các con anh. Đấy là cái đang có. Còn cái kia là cái bóng thôi. Đừng có thả mồi bắt bóng. Vấn đề nó như thế này anh Đinh Đoạt này. Rồi. Tôi muốn tham khảo ý kiến của anh tư vấn giúp. Tức là bởi vì cô đã đi theo tôi 9 năm rưỡi. Vâng.
thì 9 năm rưỡi thì cũng có nghĩa rằng là chia sẻ rồi, cũng gắn bó, cũng mật thiết, cũng sống với nhau như vợ chồng. Thế thì bây giờ là khi mà cô phản bội và cô đi với người khác ấy, vâng, thì sau điều tra thì tôi biết là gần đây thì cô có hình thành một cái người mới này, thì chắc chắn là cũng không phải là yêu thương gì. Vâng. Nhưng mà người mới này, bởi vì đây ấy, cô lại không đi làm cái công việc buôn bán như trước đây, mà bây giờ ấy, cô lại lao vào bài bạc với gặp được cái anh này. Mà trong khi gần đây thì tôi biết là cô đang còn một cái số nợ ở độ 200-300 triệu gì đấy. Thế rồi anh ơi, thế này nhá, tôi xin lỗi bởi vì chương trình nó không có nhiều thời gian để dành cho anh, chỉ nhắc rằng thế này này, cô ấy không phải là cái gì của anh, và cô ấy đã đi theo một người đàn ông khác, và cô ấy, cái chuyện cô có quyền cô lựa chọn cuộc sống của cô ấy, và gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi. Cô ấy đi bài bạc sẽ gặp một anh bạc bài, một người lô đề sẽ gặp một người cá độ. Thế thì cái chuyện cô nợ bao nhiêu mình đâu có trách nhiệm gì. Nhận ra đi rằng cái của anh có, tôi vẫn nhắc là anh có duy nhất là gia đình và có vợ anh. Anh đừng có kêu rằng là quan hệ với anh tận 10 năm mà bây giờ lại chuyển sang một người đàn ông khác. Anh còn yêu ở với vợ anh 30 mấy năm trời, cuối cùng anh vẫn còn có thể bỏ cô ngồi đấy để anh đi với cái cô hàng xóm cơ mà. Cho nên cái thời gian không phải là cái gì cả nhá. Tóm lại thế này này. Một cái nữa ấy, thì là muốn anh tư vấn giúp. Có nghĩa rằng tôi thì hơi áy náy một cái chuyện như này, bỏ cô thì đúng thật sự là bây giờ tôi cũng không cảm thấy tiếc. Nhưng mà là một cái con người ấy, tôi thấy là trước đó thì cô không có hư hỏng như vậy. Nhưng bây giờ nếu như mà xa vào cái con đường này gặp cái cậu này ấy, có thể là nó còn vi phạm pháp luật. Yeah. Mà gia đình thì lại ở gần nhau. Anh ơi, anh đang vi phạm pháp luật đấy. Cô ấy mà biết rằng mình cứ đi lo cái chuyện của người khác làm gì, khổ tuổi mình 55 rồi. Sắp nếu mà con dâu, con gái, con rể, con trai có rồi, bà vợ của mình thì hiền lành, bà còn không không ghen, không tuông, không làm ầm ĩ lên cũng còn là may mắn lắm rồi. Còn thì tất nhiên mình trách cô ấy rằng không có kỹ năng gì, không có kỹ năng gì. Nhưng không có kỹ năng mình không chung tay với bà để xây dựng gia đình, lại bỏ bà ngồi đấy để đi cặp bồ với một người khác 9 người năm nay, xong cứ kêu vợ là không có kỹ năng. Thế thì tôi nghĩ rằng là mình phải xem xét lại bản thân mình đi. Ở đời người ta phải biết là người ta đang là ở đâu, đang có cái gì trong tay, và đừng có bỏ mồi bắt bóng nhé. Rồi, hy vọng là những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ít anh ít nhiều. Và tôi cho rằng là cái đang có mới là cái mà cần trân trọng anh nhá. Xin chào anh, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn.